đa phần cái bệnh lý của xương khớp của chúng ta thì lại chủ yếu do những cái thói quen tưởng chừng nhưng mà nó rất là bình thường thôi, nhưng nó có thể gây hại đến hệ xương khớp của chúng ta nếu như không chú ý và điều chỉnh kịp thời. Thế tại sao những cái bệnh xương khớp bây giờ nó ngày càng nó càng phổ biến như vậy, và ngày càng trẻ hóa như vậy? Và có một cái câu chuyện mà bác sĩ Dung đã kể cho mọi người, cô ba anh chị trong những buổi live stream hoặc là trong những video, đó là có một lần mình gặp một cái chàng trai rất là trẻ, mới có đâu đấy khoảng 30 tuổi thôi, nhưng mà đã cho một cái xét nghiệm loãng xương rồi. Có nghĩa là cái lúc đầu mình không tin được nữa, không dám tin là cậu này cậu bị loãng xương. Thế nhưng mà lúc mà xem kết quả thì đúng là cái kết quả thang điểm T-score nó dưới âm 2.5 thật. Thế thì quay trở lại là những cái bệnh xương khớp của người trẻ nó là do đâu, và nó bắt đầu từ cái điều gì, và tại sao mà càng ngày chúng ta càng gặp các vấn đề về xương khớp nó nhiều như vậy? Và theo một cái báo cáo nghiên cứu khoa học vào cuối năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì trong cái buổi hội thảo đó thì người ta đã báo cáo rằng là ở Việt Nam thì có hai mặt bệnh xương khớp phổ biến nhất, đó là thoái hóa khớp và loãng xương. Thì nó cũng cho thấy rằng là những cái thói quen của chính chúng ta ấy, những cái thói quen xấu nó đang ngày một ảnh hưởng đến cái hệ cơ xương khớp của chúng ta nhiều hơn, và ngày một ảnh hưởng đến chất lượng sống của chúng ta nhiều hơn. Tập trung vào những cái thói quen tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại có thể gây hại nghiêm trọng cho hệ xương khớp của chúng ta. Thì đầu tiên đó là cái tư thế ngồi. Ví dụ như thế này, bình thường chúng ta sẽ ngồi thẳng đúng không ạ? Lưng thẳng, cổ thẳng theo đúng cái sinh lý đúng không ạ? Thì nó sẽ đỡ hại nhất cho cơ thể của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta cúi đầu như thế này thì hãy hình dung mà xem, bình thường cái cuộc sống cổ của chúng ta nó sẽ chịu trọng lực của cái đầu của chúng ta là 5 kg. Nhưng mà khi mà chúng ta cúi ra trước như thế này nó sẽ là 15 kg, và khi mà cúi một góc 45 độ thì nó sẽ là 30 kg. Và làm gì có cái gì chịu nổi cái sức nặng như vậy đúng không ạ? Tức là nó gấp 6 lần bình thường. Thì chúng ta hãy hình dung mà xem nó có gây hại cho chúng ta nhiều không ạ? Thì đó là một cái điều rất là mà mọi người rất là hay mắc, là khi mà chúng ta cứ ngồi làm việc thì chúng ta cúi quá như thế này. Hoặc là rất là nhiều người làm may đúng không ạ? Cô ba anh chị là chúng ta làm may là chúng ta cứ suốt ngày cúi như thế này. Hoặc là những cái người mà làm dân văn phòng suốt ngày gõ máy tính đúng không ạ? Thì chúng ta hãy thiết kế làm thế nào để chúng ta để cái màn hình máy vi tính làm sao mà nó ngang với cái tầm mắt của mình như thế này. Thì nó cũng sẽ giảm bớt được cái việc mà chúng ta phải cúi quá sống cổ này. Thì cái tư thế không đúng đúng không ạ? Nên tại sao bây giờ cái thời điểm mà con cái chúng ta có thể đang bước vào những cuộc thi cử như vậy, và các bé phải học với một cái áp lực rất là nhiều, thì chúng ta hãy lưu ý chỉnh tư thế cho các bé từ ngày hôm nay. Bởi vì để tránh cái việc mà gặp những cái thoái hóa hoặc là những cái bệnh lý xương khớp từ rất là sớm, thì ngay ngày hôm nay thì chúng ta hãy sửa tư thế cho con cái mình để giúp cho các bạn ấy có một cái tư thế nó đúng hơn đúng không ạ? Rồi là ngồi lâu quá một chỗ, ví dụ bình thường tối đa cái hệ xương khớp của chúng ta nó được nuôi dưỡng với chế thẩm thấu, có nghĩa là chúng ta càng vận động thì xương khớp của chúng ta càng được nuôi dưỡng nhiều. Nếu như mà chúng ta cứ ngồi quá một chỗ như thế này, ngồi lâu quá 40 phút thì gần như là không được nuôi dưỡng, và dẫn đến là đêm về chúng ta hay bị đau nhức mỏi là vì như thế. Vì những cái mà chúng ta ngồi lâu quá như vậy, rồi là những cái cô bác anh chị mà lái xe đúng không ạ, lái xe đường dài, là những bác tài lái xe đường dài, hoặc là lái những cái xe trọng tải lớn và đi gần như là đi trong một cái suốt một cái chặng đường dài, thì gần như là cái tỷ lệ mà đau lưng rất nhiều. Và đấy cũng là một cái loại bệnh nghề nghiệp đấy ạ. Thế thì có cái cách nào để mà cải thiện cái điều này không? Bởi vì là rõ ràng là chúng ta sẽ có nghề nghiệp của mình, và chúng ta phải chấp nhận với cái việc mà chúng ta đang làm nghề đấy. Nên là trong quá trình điều trị bác sĩ Dương hay hỏi là thế cô bác anh chị làm nghề gì? Nó cái điều đó nó rất là quan trọng trong cái việc là chẩn đoán và định hướng bệnh. Thế thì khi ngồi thì chúng ta phải để ý để chúng ta sửa tư thế. Rồi là sau 40 phút thì chúng ta sẽ đứng lên để chúng ta vận động. Ví dụ như thế này, cái động tác mà đánh hông sang hai bên ấy, động tác lắc vòng là động tác tăng cường nuôi dưỡng cái cột sống lưng của mình nhiều nhất luôn. Cô ba anh chị thử đứng lên và làm cho bác sĩ Dung xem nào. Bây giờ mình đứng lên nào, sau mình lắc cái hông, mình lắc sang hai bên này, xong một lúc sau mình cảm thấy cái lưng của mình nó rất là dễ chịu luôn. Đó, mình chỉ cần uốn éo lắc sang hai bên như thế này, nó là một cái động tác giúp tăng cường cái tuần hoàn vùng lưng rất là tốt. Nên cô ba anh chị chúng ta thử làm nhé. Bây giờ chúng ta đứng lên không, chúng ta thử lắc cái hông của mình xem nào. Và chúng ta lắc như vậy trong vòng khoảng vài phút thôi, và chúng ta lại quay trở lại bàn làm việc của chúng ta. Thế còn chúng ta cứ ngồi triền miên, ngồi từ tháng này qua ngày khác, thì làm sao mà cái cuộc sống của chúng ta nó không hư hại được đúng không ạ? Thì đấy là một cái mà mọi người cần lưu ý, đó là tư thế ngồi.